Rồi để tiếp tục cái video đăng máng ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó thì con mẹ này thì mẹ tơ này cô chú chị, đó mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên nè. Đó thì nói chung thì nó mới đẻ con được con được kem. Đó đẻ con được kem thì được 7 ngày cô chú chị. Đây, mới 7 ngày mà nói chung thì con thì nói chung thì rất mát sữa luôn. Rồi nó nhảy. Đó con mẹ nè, con mẹ thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên ha. Đó thì con mẹ này chiều cao là 1m38 bò. Đó chiều cao ở phía sau sân khu là 1m38 bò cô chú chị. Đó thì mẹ con thì em quan sát thì chân bóng hoàn thiện ha, không hổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì nói chung thì bộ mẹ con này cái giá nè, nói chung thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đây con này mới từng lễ mà nó mát sữa. Đó con mẹ này cô chú chị. Đó con đi quằn hết biết ha. Đó mẹ mới đẻ con từng lễ à. Đó mẹ, nhưng mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn. Đó để con đực ra nói chung là dàn xương sóc thì khỏi nói cô chú chị. Đây con đực thì ra thì đó, để con đực ra thì dàn xương sóc thì khỏi nói luôn. Đó vú nè, đó có mùi vú hết thăng không. Đó thì bộ mẹ con này thì anh chủ nhà bán giá là 25 triệu, em nói cái giá đó ra cái giá rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó giá là 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà hen, trong vòng 28 số nha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đây con mới con từng lễ mà nó sồi hết thăng không. Đó nó kiếm nó bú nè cô chú chị. Đó mới đẻ con từng lễ mà lông da bóng giòn luôn. Em nói con này mát sữa thì khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó em nói con này mát sữa thì khỏi nấu luôn nè. đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó được con cái thì con mẹ, mẹ tơ ha, mẹ thì chân móng nè cô chú chị. Đó con mẹ chân móng xương sóc nè. Đó tướng tá cấp mình nè. Đây con mẹ dậu yếm nè, tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó con bú nè thấy không. Đó nó đứng im re cho con nó bú luôn nè. Đó con thì nói chung thì xương sóc nè, con đực cái dạng xương sóc nè cô chú chị. Đó xương sóc thì khỏi nói luôn. Đó con mẹ chân móng nè, chân móng thì chân móng sò ha, xương sóc thì cũng rất to. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì con mẹ thì xe lưng thì nghiêm chỉnh đó cô chú chị. Đó xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh ha, mẹ nè. Nói chung thì mẹ nó dòng F1. Đó dạng sừng. Đó nhưng em nói chung thì bây giờ con nếu mà chữa không thì con bò này cũng hơn 20 triệu rồi. Đó mà đẻ ra con đực nó con bò này nếu mà tơ chữa thì cũng không mấy triệu của chú chị. Đó nhưng mà đẻ ra con đực luôn, tướng tá cấp mình nè. Nó bù vú to nè. Đó rúng yếm nè. Đó con mẹ vú thì 4 vú ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tụi mình hình. Đó thì nói chung thì hiện tại thì em đang có chuyến giao về Tây Ninh. Đó Tây Ninh với Tiền Giang nha cô chú chị. Đó với ở Đắk Nông ha. Đó thì nói chung thì hiện tại thì em cũng đang có chiếc nhà về Sóc Trăng. Đó thì bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì bộ mẹ con này giá là 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn ha, trong vòng 28 số. Đó thì nói chung thì về mình nuôi con đực ít tháng ra thì con đực cũng có mười mấy 20 triệu rồi cô chú chị. Đó thì con mẹ thì nói chung thì mình bơm tinh lại nữa thì em chữa ha. Đó em nói chung thì mẹ con này nè, mẹ con này mình bắt về nói chung thì đó cái đường lòi thì nói chung mình chắc cú luôn cô chú chị. Nó mình nuôi tháng nữa thì con đực này nó lớn, càng ngày càng lớn ha. Đó còn con mẹ thì nó lên giống nữa. Đó thì tính ra con bò chữa giờ nó cũng không mấy triệu rồi, tiếng mà tơ thì cũng không mấy triệu rồi. Đó mà mẹ con luôn, con đực đây hồi vú nè. Đó vú thì 4 vú, vú thì to ha, con thì bú nè. Đó con sù băng luôn, con mới bị lớn mà lông da bóng giận luôn nè, thích nở dây nở nè cô chú chị. Đó mới từng lễ mà nó đó, lông da bóng giận luôn nè, tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không. Đó con đực thì vàng xương sóc thì khỏi nói luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó giá là 25 triệu thì bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn nha, trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào ưng thì mình xin tới nuôi cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đó
đó, nếu mà mình ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi, khi nào thì ưng mình mới mua đó. Thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mình mua cặp bò về mình làm giống sinh sản nè đó, mà mình nuôi vú béo đó. Thì bà con mình cứ xem tới xem luôn cho kỹ đi, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua ha đó, còn cái nào giá cả không hợp lệ thì mình bán kiếm con khác đó, con khác cô chú chị đó. Mẹ con giá là 25 triệu đó, 25 triệu là bao ship luôn. Con mẹ thì chiều cao là 1m38 bò đó, chiều cao là 1m38 bò. Đây mẹ cổ nè, cổ là con mẹ này, cổ là cổ vắng cổ rô của chị nó, tướng tá cấp mình nè đó. Thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày đó. Thì bà con nào muốn mua bò vô béo, bò sinh sản vô hai khung giờ của ưng thì điện cho em ha. Đó, nói chung thì bò thì nghiêm chỉnh của chú chị, mới đẻ một tuần lễ mới qua khu veo nè đó. Thì những con bò đẻ rồi thì bên em bán cho bao loại của chú chị mình trong vòng 3 tháng ha đó. Nếu về có lúa trục trặc thì bên em thâu bò về đó, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn đó. Thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong đó, giá là 25 triệu đó, 25 triệu là bao ship luôn, bao ship cho cô chú chị tới nhà trong vòng 20 số đó. Thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi bây giờ tiếp tục cái video ngắn ngày hôm nay.